Shop hàng Nhật nội địa. Xin chào tất cả các bác, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm 2020. Em vừa về được một chiếc lọc không khí Daikin đồng hồ, hay còn gọi là Daikin Mắt Châu. Một chiếc lọc không khí Daikin rất là to khỏe quá nhá. Dòng máy rất là VIP, chạy cực kỳ trâu bò luôn ạ. Đây, một con máy này về hình thức thì đánh giá với các bác là vỏ nguyên bản còn khá là đẹp. Quay cho các bác tổng thể nhé, vỏ nguyên bản còn rất là đẹp. Con này đây, thông số của nó là quay các bác xem này. Con này là công suất 71W các bác nhé, 73W này. Đấy. Con này các bác dùng cho phòng 50m² thoải mái luôn. Dùng 50m thoải mái luôn nhé. Đấy, một con máy rất là to khỏe. Daikin con này em bán rất là nhiều rồi. Về con nào gần như là bán hết ngay con đấy luôn. Đấy, rất là nhiều tính năng lọc trên máy này. Nhiều công nghệ steamer. Con này nó có một cái điểm rất hay, thì sẽ giới thiệu các bác dần dần. Như con này ví dụ như là hiển thị đồng hồ đây này, rất là đẹp nhá. Đấy, công nghệ steamer này. Con này nó có hai cái màng lọc các bác ạ, hai chế độ màng lọc. Mà chỉ có Daikin những cái đời này nó mới có thôi. Còn những cái Daikin đời mới giờ nó không còn. Đây, ví dụ như con này không nhá, là hai bên cột bên này. Đấy, là có hai cái cột lọc tĩnh điện luôn. Để khi trước khi bụi đi vào trong cái màng này thì phải đi qua hai cái cột lọc này. Đấy. Đây, hai bên hai cột lọc màng tĩnh điện. Đấy, sau khi đã được lọc tại đây, qua đây rồi thì mới đi vào đây và mới đi vào màng lọc ở trong này. Đấy, thì lúc này mới đi vào màng lọc coi nhá. Đấy. Tức là nó hơn hẳn các cái con khác hoặc là những cái hãng khác về cái vấn đề màng lọc, trên cái hiệu quả lọc của nó rất là cao. Mà cái model này thì nói chung là chứ về được đến đâu thì là các bác là lấy ngay, rất dùng. Đấy, còn đây trong này là cái thanh đây, ghi ông steamer các bác nó ghi đây này. Đấy, này còn rất là trắng đẹp nhé, gần như rất ít dùng này. Đấy là về cái công nghệ lọc của cái dòng máy này, nó hơn hẳn những cái máy khác. Ví dụ như những cái máy Daikin đời mới bây giờ thì nó cũng chỉ có cái màng này thôi, hoặc Pana thì có duy nhất cái màng này thôi. Nếu hoặc là những cái Daikin khác thì lại chỉ có màng lọc tĩnh điện này, là không có màng này. Đấy, như con này thì kết hợp cả hai các bạn. Khi là mọi người rất là ưa chuộng là như thế. Kết hợp cả hai công nghệ lọc luôn ở trong một máy. Một con máy Daikin này thật sự ra nói rất là các bác ưa chuộng. Bên này là bình buồm các bác nhá. Bình buồm này. Đấy, bình buồm rất là to nhá. Trong này là màng tạo ẩm này. Đấy, màng tạo ẩm còn rất là mới nhé. Tạo ẩm gần như là không dùng mấy. Con máy thì nói là khá là đẹp đấy ạ. Con này em bán là 3,9 triệu các bác nhé. Tặng các bác kèm luôn một cục đổi nguồn. Giá 3,9 triệu tặng kèm đổi nguồn. Các bác nào mà có nhu cầu đấu đổi nguồn bên trong thì em đấu cho các bác. Còn các bác nào lấy đổi nguồn rời thì tăng đổi nguồn rời. Đấy ạ, có hai cái như thế. Bác nào thích gọn thì đấu bên trong. Còn bác nào thích nó tiện lợi, sau này nó hỏng nguồn hay thì mình thay thế thì cắm ngoài. Hoặc là thích. Đấy, nó tùy sở thích từng các bác. Em bán 3,9 triệu các bác nhé, tặng kèm đổi nguồn, không bao ship. Đấy. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ. Các bác mua ở xa thì vui lòng đặt cọc trước cho em 500.000 nhé. Các bác nhận hàng xong thì các bác thanh toán nốt. Chào các bạn.